Xin kính chào quý bà con và cô bác ạ. Hôm nay Inox Hải Dương tiếp tục giới thiệu cho quý bà con một dây chuyền trong công nghệ sản xuất thực phẩm ha. Thì đây là một cái dây chuyền mà một vị khách đã đặt cho công ty sản xuất đó là dây chuyền chiên hành tỏi, phi hành tỏi ha. Thì máy có cấu tạo được thiết kế sử dụng là chất liệu inox cao cấp 304 không rỉ ha, chịu lực và chịu nhiệt tốt ha. Thì với cái chất liệu inox này thì máy sẽ có cái tuổi thọ dài hơn, giúp cho bà con tiết kiệm được chi phí đầu tư ha. Thì máy có cái hệ thống cánh đảo tự động thì giúp cho thực phẩm được chín đều hơn và hạn chế cái tình trạng là cháy khét gây hao hụt nguyên liệu cho quý bà con. Thì ngoài ra để giúp cho bà con an toàn hơn trong các công đoạn chiên thực phẩm thì Inox Hải Dương đã thiết kế hệ thống nâng hạ tự động giúp bà con có thể lấy thực phẩm ra một cách dễ dàng. Thì thân máy thì Inox Hải Dương đã ốp tất cả inox xung quanh để nhằm nâng cao cái tính thẩm mỹ cho máy và hơn nữa là giúp bà con an toàn hơn ha. Nhiều bà con thắc mắc là không biết là cái cách vệ sinh của máy có dễ dàng hay không. Thì hiện tại là Inox Hải Dương có thiết kế cái van xả đáy ở dưới đáy lồng, cho nên là khi mà vệ sinh hoặc là xả dầu thì quý bà con sẽ rất dễ dàng và thuận tiện. Cho nên là bà con hãy yên tâm. Lồng chứa thực phẩm dạng lưới thì một phần nào sẽ giúp cho cái lượng dầu không bám dính vào thực phẩm. Sau khi đưa qua cái công đoạn là vắt ly tâm tách dầu thì thực phẩm sẽ được giòn hơn ha. Hộp điều khiển thì có cái đồng hồ cài đặt thời gian, nhiệt độ, tốc độ quay và cái nút nâng hạ lồng chiên hoặc là nút dừng khẩn cấp cho quý bà con, nên là bà con cứ yên tâm. Thì máy hiện tại là có cái chức năng là nấu, luộc, trần hoặc là chiên thực phẩm. Sử dụng nhiều nhất là chiên. Thì thông thường thì khách hàng hay mua về để chiên snap, đậu phộng da cá ba sa, bánh gạo, khoai tây, bắp rang bơ hoặc là gà rán vân vân. Thì tùy theo nhu cầu của quý bà con mà quý bà con hãy liên hệ Inox Hải Dương để sản xuất theo cái công suất mà mình mong muốn hoặc là phù hợp với lại quy mô sản xuất của bên mình ha. Nếu có nhu cầu quý bà con hãy cứ liên hệ qua số hotline 0969970328 để được tư vấn và báo giá ha. Hoặc là quý bà con có thể truy cập website maytrungcongnghiep.vn hoặc là maytrungbot.vn cũng được ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo.